Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một chú gách tay xuất hiện ở trong Super Sentai Garanger và Power Ranger Turbo. Chú gách tay này có tên là RV Robot và tên phiên bản Mỹ Turbo Power Ranger là Turbo Megazord. Trước mắt chúng ta là Red V2, chiếc xe số 1 và phiên bản Power Ranger có tên là Red Lightning. Và chiếc xe số 2 của chúng ta màu xanh, phiên bản Sentai có tên là Blue V2 và phiên bản Power Ranger chúng ta có tên là Molten Blaster. Và chiếc xe màu xanh lá, xe số 3, phiên bản Sentai có tên là Green V2 và phiên bản Power có tên là Deceit Thunder. Và chiếc xe màu vàng, chiếc xe thứ tư Sentai có tên là Yellow V2 và phiên bản Power có tên là Golden Star. Và cuối cùng là chiếc xe màu hồng số 5, phiên bản Sentai có tên là Pink V2 và phiên bản Power có tên là Winchester. Không biết các bạn cảm thấy ra sao, nhưng theo tôi thì đây là những chiếc xe được thiết kế với ngoại hình rất là đẹp. Và sau đây tôi sẽ lắp ráp kết hợp những chiếc xe này lại để tạo thành RV Robot Turbo Megazord. Chiếc xe số 3 và chiếc xe số 4 sẽ tạo thành chân. Và chiếc xe số 5 của chúng ta sẽ tách ra làm đôi, tạo thành tay. Và chiếc xe số 2 của chúng ta, phần đầu tách ra, và sẽ trở thành thân người. Cuối cùng là chiếc xe số 1 màu đỏ, chúng ta sẽ kết nối vào. Kết nối tay và người. Và chúng ta đứng lên. Phần đầu chúng ta mở ra, chúng ta đã có phần đầu của RV Robot Turbo Megazord. Thiết kế của robot này cũng ok. Và DX của chúng ta mẫu này sẽ có nhiều chi tiết bằng kim loại. Và những chỗ dễ gãy như chúng ta thấy trước mắt là phần dàn đèn của xe số 2 hoàn toàn bằng kim loại. Và cái chấu của chúng ta kết nối với phần chân và thân cũng bằng kim loại. Và phần nối một phần cửa xe của xe số 5 với phần thân xe cũng bằng kim loại. Tất cả các chi tiết đều được xi mạ bóng loáng.
Theo tôi thấy thì phiên bản Toy của Sentai đẹp hơn Toy của Power rất là nhiều, vì tất cả đều được xuyên mà đồng loạt, không như phiên bản của Power có một vài chi tiết được tiết lược không xuyên mạ hoàn toàn. Và đây là vũ khí của RV Robot.